Nỗi buồn, niềm vui nào rồi cũng qua đi. Xa xa vang lên bài hát Huế, Sài Gòn, Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Vân. Trung dồn tâm trí trở lại buổi họp báo. Thưa vị chủ tọa, vâng, xin mời bà Madeleine. Chúng tôi đã may mắn có dịp đến thăm khách sạn Hilton để gặp khách của các ông, những vị khách không mời bà đến. Trong số họ, những vị khách nào làm ông nhớ nhất? Vâng, thưa bà, chẳng có vị khách nào làm tôi nhớ. Tôi muốn quên họ như quên quá khứ tội lỗi của họ và của người Mỹ. Nhưng cũng không phải không có những vị khách mà cả nước chúng tôi đều biết tên tuổi của họ. Vị khách đầu tiên cũng là vị khách có thâm niên lâu nhất ở khách sạn Hilton. Đó là Trung úy Alfred, viên phi công bị bắt sống đầu tiên trên miền Bắc đất nước chúng tôi. Và đó là vị khách được nghỉ ngơi ở Việt Nam lâu nhất trong suốt 9 năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nên được nhân dân cả nước chúng tôi nhớ rõ tên tuổi nhất. Vì đó là một bằng chứng sống không thể chối cãi của chính quyền Johnson về hành động lừa đảo, bỉ ổi khi ông ta tạo ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ rồi ngang nhiên dùng không quân tiến công nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một nước độc lập có chủ quyền. Trong ngày 5 tháng 8 năm 1964, quân dân miền Bắc chúng tôi đã chiến đấu, đánh trả oanh liệt, hạ 8 máy bay Mỹ. Alvarez là bằng chứng để thế giới hiểu rằng quân và dân miền Bắc chúng tôi không hề bị bất ngờ. Alvarez vừa bay vào tới đất Quảng Ninh đã bị bắn hạ. Thưa quý vị, quý ông, quý bà, vị khách thứ hai tôi muốn nói tới là viên thiếu tá Sumiko. Chắc chưa ai quên lần đoàn nhà báo quốc tế đến thăm khách sạn Hilton, trong đó có bà. Lần đó tôi đã giới thiệu anh ta là phi công vũ trụ dự bị, một vốn quý của Mỹ. Viên phi công đặc biệt ấy lần đầu tiên xuất trình tấm bùa hộ mệnh có in những dòng chữ xin ăn mày. Khi đứng trước những cô gái dân quân tự vệ xinh đẹp ở Quảng Bình, tay chân anh ta đã run lên lẩy bẩy trước đôi mắt căm thù nảy lửa của các cô gái để xin tha tội chết. Anh ta bị bắt ngày 11 tháng 2 năm 1965. Johnson đã không nhanh chóng rút ra bài học, trái lại giả câm giả điếc trước làn sóng căm thù của nhân dân Việt Nam. Sự phẫn nộ của nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới vẫn tiếp tục tiến công bằng không quân ồ ạt từ vĩ tuyến 20 trở vào, bằng chiến thuật leo thang. Bà và các quý nhà báo cũng biết đó là nấc thang thứ nhất mà Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã đặt tên là Sấm Rền Bột, khởi đầu ngày 7 tháng 2 năm 1965 và kết thúc ngày 15 tháng 1 năm 1965. Chỉ trong 98 ngày, Sấm Rền Bột, chính quyền Johnson và nước Mỹ đã gửi lại mãi mãi ở miền Bắc Việt Nam 277 chiếc máy bay, và số phi công bị thương, bị chết, bị bắt cũng không dưới 270 tên. Người sĩ quan cao cấp chủ trì cuộc họp báo vừa dừng lại, nữ nhà báo Lida lại tiếp tục nói: "Thưa ngài chủ tọa, còn viên phi công trung tá Denton thì sao?" "Phải, Denton là người được hưởng diễm phúc lớn trong số họ. Viên phi công này trước giờ xuất kích lại hân hạnh được ông Bộ trưởng Quốc phòng McNamara trực tiếp cổ vũ khích lệ cùng cả phi đội A-6A trên chiến hạm. Ông ta chờ ở đó chỉ để trao phần thưởng cho họ. Rất tiếc, ông Bộ trưởng vốn ít kiên trì, phải chờ mãi, nhưng không thấy phi đội A-6A trở về. Phân đội Denton đã bị các du kích nữ Thanh Hóa tóm cổ ngay dưới chân cầu Hàm Rồng kèm theo chiếc hộp đen tuyệt mật. Và mãi cho đến hôm nay, Denton cùng đồng đội mới được trở về Mỹ để nhận phần thưởng. Nhưng vốn không có tính kiên trì, ông Bộ trưởng McNamara đã biến khỏi Lầu Năm Góc ngay sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân của quân và dân toàn miền Nam. Của đáng tội, lúc này bản thân ông ta cũng đã quá ngán ngẩm về cuộc chiến trên bộ ở miền Nam và cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân
và hải quân ở miền Bắc. Ông ta biết chắc Mỹ đã nắm phần thua trong tay. Vâng, thưa ngài chủ tọa, nhất định là vậy rồi. Denton trở về không? McNamara không trống, không kèn chào đón. Thưa bà Lida, bà có hỏi thêm nữa không? Xin thôi, vậy tôi sẽ trả lời cho ai tiếp đây? Vâng, xin mời quý nữ nhà báo Andro Anna. Đó là một nữ nhà báo trẻ, có mái tóc hung hung, màu hạt dẻ mượt mà, buông xõa trên đôi vai rất đẹp. Vâng, thưa đồng chí chủ tọa, tôi được biết, tiếp sau viên trung tá phi công Denton, thì viên trung tá phi công Robinson Reiner, anh hùng phi công Mỹ, cùng hơn 100 thần sấm con ma, cũng đã chôn vùi uy danh quanh chiếc cầu nhỏ bé này. Vị anh hùng này đã bị truy đuổi, rồi bị bắt sống trong trận chạm trán với không quân miền Bắc Việt Nam ngày 4 tháng 4 năm 1965, cũng trên bầu trời Hàm Rồng. Những con muỗi mắt đã đốt chết con đại bàng. May mà Reiner chưa được cầu Chúa. Vậy trước lúc trao trả cho phía Mỹ, anh ta có cảm ơn Chúa không? Vâng, thưa đồng chí chủ tọa, tôi muốn quay trở lại hỏi cho rõ hơn. Trong đoàn phi công lái B-52 sắp hàng dài kéo vào khách sạn Hinton, chỉ hơn tháng trước, trong số phi công này có thâm niên ngắn nhất khi tham gia sút bóng ngay tại khung thành đối phương. Đồng chí có nhớ viên phi công nào lái chiếc B-52 cuối cùng vào bầu trời Hà Nội và mới được trao trả không? Có chứ, thưa đồng chí, đó là viên phi công Richard Polkern, lái chiếc B-52 cuối cùng bị bộ đội tên lửa chúng tôi bắn hạ. Trước khi vào tham gia sút bóng vào khung thành của đối phương, tôi xin lưu ý quý vị nhà báo, lại nói về viên phi công mang lon đại úy, tuy đều bị tóm cổ giống nhau, nhưng Richard Polkern có may mắn hơn là người mở đầu, và chính anh ta cũng không ngờ mình lại có vinh dự đó. Vốn Polkern nghe cấp trên của mình nói, Bắc Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ tên lửa phòng không SAM-2. Nhưng với trình độ của bộ đội tên lửa Việt Nam, có học tập để điều khiển được nó, ít ra cũng phải mất một năm nữa mới có thể phóng được quả đạn lên. Máy bay trinh sát của chúng ta chụp ảnh được xung quanh Hà Nội có đến 5 trận địa tên lửa SAM. Nhưng ít ra cũng phải mất 4 tháng nữa mới phóng được. Mà đến lúc đó có phóng được đạn lên thì các máy bay của chúng ta đã cho chúng ra cho. Viên tư lệnh không quân tập đoàn quân số 8, Jerome Johnson, đã nói với Polkern rằng viên phi công Mỹ đầu tiên trúng đạn tên lửa và chiếc F-4 bị bắn không phải từ 5 trận địa tên lửa nằm dưới chân núi Ba Vì kia, mà từ một trận địa khác. Còn 5 trận địa tên lửa kia chỉ là những trận địa giả mà Bắc Việt Nam dựng lên để đánh lừa không quân Mỹ, và không quân Mỹ đã bị mắc lừa. Mỹ đã quá chủ quan khi quyền kiểm soát trên không đã mất mà không biết, để dẫn đến thảm bại khi đưa B-52 vào bầu trời Hà Nội để thực hiện chính sách hủy diệt của Nixon. Vâng, các quý vị còn rất nhiều câu hỏi, nhưng thời gian có hạn, tôi chỉ đề cập 4 vị phi công trên trong chiến dịch sấm rền 1 và 2. Song Mỹ chưa đủ ngán, họ lại tiếp tục cho mở đợt sấm rền 3 kéo dài từ tháng 1 năm 1966 đến tháng 2 năm 1967, và cả thế giới đều biết Mỹ đã mất 448 máy bay. Viên đại tá phi công Norman Zadlisser, đại diện cho đợt sấm rền 3 này, cùng hàng trăm phi công sừng sỏ. Norman Bone kém Norman Zadlisser có đến 10 tuổi, nhưng đã có trên 4.000 giờ bay, là hiệu trưởng một trường đào tạo phi công của Mỹ. Đối với phi công, số giờ bay thực sự rất quan trọng. Lúc còn ở Mỹ, anh ta tỏ ra bực bội không hiểu tại sao các phi công Mỹ được đào tạo công phu như thế, sử dụng toàn máy bay hiện đại mà lại bị đàn muỗi mắt bắn rơi ngày càng nhiều. Đến lúc vào Việt Nam, chiếc F-4 do anh ta lái đã bị bắn rơi bởi phi công Bắc Việt Nam Ngô Đức Mai, không phải bằng chiếc MiG-21 mà bằng chiếc MiG-17 cổ lỗ với những loạt đạn canon. Anh ta bóp trán, nặn đầu
mà vẫn không nghĩ ra vì sao chiếc F4 của mình lại bị bắn rơi bằng chiếc MiG-17 cổ lỗ, không phải bằng đạn tên lửa mà bằng loạt đạn canon. Do đó, chúng tôi đã bố trí cho Norman được gặp phi công Ngô Đức Mai. Cuộc gặp diễn ra thế nào? Nếu Norman chưa lên máy bay trở về Mỹ, để anh ta trả lời với quý vị, chắc chắn quý vị sẽ thú vị hơn nhiều. Nên tôi chỉ dừng lại ở việc máy bay của Norman đã bị anh phi công trẻ Việt Nam bắn rơi, để trả lời tiếp một vị phóng viên hỏi về viên thiếu tá John McCain. Các vị hàng ngày đi qua trên con đường cắt ngang giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch nằm sát nhà máy điện Yên Phụ. So với Hồ Tây thì Hồ Trúc Bạch chỉ bằng chiếc đĩa đặt trên mâm. Còn so với các hồ lớn của quý vị, của nước Mỹ, thật sự không ai có cảm giác rõ bằng viên thiếu tá McCain, cậu quý tử độc nhất của đô đốc 4 sao tư lệnh hạm đội 6 và cháu nội của đại đô đốc hải quân McCain. Không người Mỹ nào có may mắn được tắm hồ Trúc Bạch, lại được uống nước hồ Trúc Bạch đến no bụng. May mắn lớn hơn với John McCain, chiếc dù của anh ta vừa bung ra thì rơi xuống mặt hồ, thì nhiều người dân Hà Nội đã nhìn thấy và chạy đến. Không ngần ngại, mấy công nhân nhà máy điện vẫn trong bộ quần áo trực ca đã lập tức lao xuống để vớt người cháu nội của vị đại đô đốc lên, không để vết thương nặng bị nhiễm trùng. Sau đó, việc cứu chữa để giành lại sự sống, không để McCain phải què cụt, cũng là một công việc đầy khó khăn cho các giáo sư, bác sĩ, quân y viện 108. Đó là chuyện John McCain khi cưỡi chiếc máy bay A-4E từ tàu sân bay Oritani bay vào đánh phá nhà máy điện Yên Phụ, khiến thủ đô Hà Nội chúng tôi phải sống trong bóng đêm. Chúng tôi hy vọng đến ngày nào đó, khi hai đất nước đã trở lại hòa hiếu, viên phi công John McCain được gặp lại anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc, đối thủ đã bắn hạ chiếc A-4E của anh ta. Hối hận và đau khổ khi những người như mình lại gieo rắc đau thương mất mát cho nhân dân Việt Nam, McCain tỏ bất bình cao độ với chính sách tàn bạo của chính phủ Mỹ và Tổng thống Mỹ Johnson. Nói đến đây, vị chủ tọa cuộc họp báo chợt đưa tay chỉ. Vâng, xin mời nữ nhà báo Mỹ Barbara. Vâng, thưa ngài chủ tọa, trường hợp cặp đôi phi công bị bắt sống, rồi bộ ba bộ bốn phi công bị bắt sống, trong khi vào đánh phá miền Bắc có nhiều không ạ? Vâng, thưa bà, các trường hợp bà nêu lên đều có, nhất là cặp phi công bị bắt sống đầu tiên, gồm viên thiếu tá phi công Peterson và viên phi công Tally cùng lái chiếc F4, cùng bị bắt sống khi chiếc F4 bị bắn rơi, cùng được nghỉ ở khách sạn Hilton Hà Nội và cũng đều an toàn trở về Mỹ. Con số cặp đôi này có tới hàng chục, chẳng hiếm hoi gì. Có lẽ nên nhắc đến viên phi công Westerhen bị người anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy của chúng tôi quê Đồng Tháp bắn rơi. Muốn gặp cho được phi công Nguyễn Văn Bảy để bái phục, ông ta hứa nếu được trở về Mỹ sẽ làm hết sức mình để đền đáp lại tấm lòng của nhân dân Việt Nam. Ông ta còn mong sẽ được gặp lại ông Nguyễn Văn Chộp quê ở xã An Bình, Hải Dương để thăm và cảm ơn ông Chộp đã cứu sống mình và muốn xin được thử điếu thuốc nào mà ông Chộp đã hút sau khi bắt sống mình, khi ông ngồi gác chân bên bờ ruộng rít thuốc nào. Tôi sẽ thật sai sót nếu không kể với quý vị về viên phi công Kittinger, người có số giờ bay cao nhất của phi công Mỹ với 7.200 giờ, cùng độ tuổi với phi công Gardiser, điều khiển cực kỳ thành thạo như làm xiếc trên không chiếc F4 mang danh con ma của mình. Do vậy, anh ta khá cao ngạo khi vào bầu trời Việt Nam, nhưng lập tức đã bị phi công Việt Nam vít cổ quật đòn đo ván và anh ta cũng được toại nguyện gặp đối thủ ở khách sạn Hilton. Kittinger luôn tự trách mình, những phi công đi trước bị đo ván đã đành, còn anh ta dưới thời Dixon năm 1972, số lượng tên lửa trên chiếc F4 đã được tăng lên gấp đôi và được cải tiến hiện đại hơn nhiều so với F4 của Gardiser bị bắn rơi năm 1966.
chưa gặp lại đối thủ, Kissinger suốt ngày nằm lì một chỗ, dùng bộ mặt u uất và đôi mắt đỏ ngầu để nói thay tâm trạng. Anh ta là diện phi công chiến thuật thời ông Tổng thống Nixon. Nếu nói đến phi công chiến thuật các loại AF, thưa quý vị, thấy một nhà báo đứng tuổi đưa tay đã mấy lần xin được hỏi, người phiên dịch đã nói với vị chủ tọa, ông ấy là người Mỹ, đang phụ trách phân cục UPI ở Sài Gòn. Đồng chí chủ tọa gật đầu nói, thời gian bây giờ đã hết, những câu hỏi nào trùng lặp xin quý vị dừng lại, và để kết thúc cuộc họp báo, xin mời nhà báo Island Dawson. Vâng thưa ngài, tôi chỉ xin hỏi ngài chủ tọa, trong 44 phi công Mỹ bị bắt sống trong chiến dịch Linebacker 2 của chính quyền Nixon, có 34 phi công lái máy bay chiến lược B-52. Ngài có ghi nhận điều gì đáng lưu ý về viên phi công đầu tiên, thiếu tá Richard Johnson? Trong kiếp lái chiếc B-52 trúng đạn tên lửa đầu tiên ngay trên bầu trời Hà Nội và rơi trên cánh đồng ngoại thành phía bắc Hà Nội, hẳn anh ta có nhiều cảm giác đặc biệt hơn. Tôi được biết, anh ta là phi công đã có trên 6.000 giờ bay chỉ riêng đối với máy bay B-52. Không chỉ thế, Richard Johnson đã từng bay 250 phi vụ ở Lào, 350 phi vụ ở miền Nam Việt Nam, đã được thưởng 13 huân chương các loại. Với cấu tạo vô cùng hiện đại của B-52, lại bay ở độ cao an toàn, chưa một lần bị tấn công. Rõ ràng, trong các phi vụ đó, với 9.000 km từ sân bay Edison trên đảo Guam bay vào ném bom ở Đông Dương rồi lại bay ra, Richard Johnson không biết lo sợ là gì, thỉnh thoảng mới đảo mắt kiểm tra qua hệ thống điều khiển, còn không thì cứ ung dung như đi du lịch bằng B-52. Chuyện này các vị đã biết rồi, có điều là trong đợt này, Mỹ đã dùng 90 lần chiếc B-52, 205 lần chiếc máy bay chiến thuật, mỗi chiếc B-52 mang 19 máy gây nhiễu, thì tất cả đã có 1.073 máy gây nhiễu. Đấy là chưa kể máy bay gây nhiễu trên các máy EB-66, các máy bay chiến thuật F-111 và các máy bay khác có đến 445 chiếc nữa. Như vậy, chỉ riêng đợt đầu đã có tới 1.518 máy gây nhiễu phát sóng điện tử trên khoảng trời mà máy bay Mỹ bay vào Hà Nội, làm mù mịt bầu trời Hà Nội để vô hiệu hóa tất cả mạng lưới radar của Bắc Việt Nam, cũng như tất cả các khí tài điện tử. Nhưng, như các quý vị đã biết, ông Nixon không ngờ mỗi chiếc B-52 lại thành một chiếc bia khổng lồ phơi mình trước những quả tên lửa phòng không của quân đội nhân dân Việt Nam. Bởi vì radar cảnh giới, radar dẫn đường, radar điều khiển tên lửa, máy bay MiG không bị bịt mắt, tên lửa cao xạ không bị bịt mồm. Điều đáng nói là trong số 34 phi công lái B-52 có viên trung tá Harry Junin, một phi công từng trải, đã lái tới 12 loại máy bay, từ chiếc T-28 cổ lỗ đến siêu pháo đài bay B-52, đã từng có mặt trên hầu hết các căn cứ không quân quan trọng của Hoa Kỳ cả trong và ngoài nước. Từ lúc bị bắt cho đến lúc được trao trả, anh ta chỉ có một mong muốn là được chính phủ Việt Nam cho phép gặp lại các đối thủ đã chiến thắng B-52 của anh ta, để anh ta được bày tỏ lòng kính trọng, khâm phục và cảm ơn. Thưa quý vị, quý nhà báo, ngay sau khi từ Paris trở về, đồng chí cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ của chúng tôi đến thăm bộ đội tên lửa. Khi Hiệp định Paris được chính thức ký kết, đồng chí Lê Đức Thọ của chúng tôi đã kể lại, ông Kissinger đã nói với tôi một cách khá thành thật, bao nhiêu năm đi làm ngoại giao, đây là lần đầu tiên tôi chịu thua các ông, thua đậm quá, thua 3-0. Nhưng chúng tôi thua các ông không phải chỉ do các ông có lực lượng và lòng dũng cảm, chúng tôi thua còn về sự thông minh sáng tạo và trách nhiệm cao cả của từng người dân, từng người chiến sĩ quân đội Việt Nam đối với đất nước mình. Thưa quý vị, quý phóng viên nhà báo, 3-0 mà ông Kissinger nói, đó là Mỹ phải chấp nhận chấm dứt ném bom hoàn toàn miền Bắc Việt Nam, phải chấp nhận chính phủ cách mạng lâm thời
Cộng hòa miền Nam Việt Nam phải chấp nhận rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam vào ngày 29 tháng 3 năm 1973. Thưa quý vị, quý phóng viên báo chí truyền hình trong và ngoài nước, cả phương Đông lẫn phương Tây, đây là cuộc họp báo cuối cùng để cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân Mỹ suốt gần 20 năm chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược, từ bộ binh chiến đấu trong Nam đến các lực lượng phòng không không quân ở miền Bắc đã chiến đấu ngoan cường, đánh bại các sư đoàn thiện chiến hiện đại nhất của Mỹ, đánh bại các loại máy bay hiện đại nhất của Mỹ trên bầu trời miền Bắc. Chúng tôi đã thực hiện thành công di chúc của lãnh tụ Hồ Chí Minh của chúng tôi, thực hiện được nguyện vọng thiêng liêng cao cả của toàn dân tộc Việt Nam và của hàng triệu đồng bào chiến sĩ chúng tôi đang ngã xuống để đánh đuổi quân xâm lược Mỹ ra khỏi bờ cõi Việt Nam, để Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng tôi mãi mãi được sống trong hòa bình, thống nhất, để Bắc Nam chúng tôi sớm sum họp một nhà. Trước khi chia tay quý vị, các bạn, các đồng chí, cho tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý vị và các bạn, cũng như nhân dân các nước bầu bạn trên thế giới đã hết lòng động viên cổ vũ chúng tôi trong cuộc chiến này. Mặt trời đứng bóng, nắng hồng tràn ngập trên sân. Những người dự họp báo tỏa ra xem những hiện vật hiếm có ở một đất nước nghèo nàn và lạc hậu, nhưng lại có thứ mà cả thế giới chưa thấy. Đó là thân xác, mảnh vỡ của đủ loại máy bay hiện đại, từ các loại A đến các loại EF-B52, cùng hàng trăm bức ảnh phi công bị bắt cũng được treo lên trên các tấm bình phong rộng và dài cạnh đó. Mặc cho mọi sự ồn ào diễn ra quanh mình, Nguyễn Đức Trung vẫn sững sờ vì xúc động. Niềm tự hào đang dâng lên, ngập tràn trong anh. Chợt nghe có tiếng quen thuộc. Chú Trung đứng đây mà tìm mãi không ra. Ôi chị Hồng Anh, chị đang tìm em à? Ừ, có việc gì gấp hả chị? Cơ quan vừa cho người ra tìm chú gấp. Chắc có việc gì quan trọng, em đã báo cáo cấp trên. Em không đi nghỉ dưỡng và tham quan nước ngoài rồi mà chị. Ừ, có việc khác. Vậy à, trên yêu cầu chú trở về cơ quan để vào Quảng Trị tham gia tiếp nhận anh chị em của ta do địch trao trả ở bến sông cạnh cầu Thạch Hãn. Vậy thì hợp với nguyện vọng của em, chắc em sẽ được đón anh Trấn của chúng ta phải không chị? Nữ bác sĩ Lan, bạn học của chị, cũng đi cùng vào đấy. Chị mong cho bác sĩ Lan và anh Trấn được gặp nhau. Chị cũng đang xin đi vào đó để tiếp nhận anh em mình, mà không biết có được không? Chị tranh thủ về trước, em về ngay bây giờ. Thôi chú tranh thủ về cùng luôn đi. Trung cầm chiếc xe đạp thống nhất từ tay Hồng Anh, đèo chị dọc theo đường Hoàng Diệu, phủ kín bóng mát bởi hai hàng cây xà cừ cổ thụ tỏa xa như ôm kín con đường. Gió từ hồ Trúc Bạch mơn man thổi đến, không ai nói với ai, nhưng cả hai đều đang nhớ về làng quê êm đềm và tươi đẹp của mình, với những lùm cây xanh trên dãy cồn cát trắng nhìn ra mặt phá Tam Giang mênh mông. Phía sau luôn vọng vào tiếng sóng rì rào của biển cả, những con chim cua cất tiếng gáy cùng với tiếng chim chào mào, chim khiếu, chim hoàng yến, chim chèo bèo như một dàn hợp xướng. Tất cả như đã khắc sâu vào tâm hồn của Trung, của Hồng Anh, Chiến, Mỹ Hạnh, của Đặng Đăng Minh.